Tập 7. Cô giáo Lâm tìm anh rồi đúng không? Anh biết hết rồi, còn hỏi em làm gì? Em đang làm càn rồi đó. Em làm càn cái gì chứ? Em vì cái nhà này, vì mọi người. Em vì cả nhà mà có thể làm chuyện này với người ta sao? Em đã làm gì gây nên tội chứ? Có phải em nói với cô giáo Lâm em thích cô ấy không? Em có thật lòng không vậy? Việc này thì không phải. Không phải đúng không? Không phải đúng không? Anh làm gì vậy? Làm gì vậy? Tại sao mẹ làm như vậy chứ? Em có làm gì cô ấy đâu chứ? Không phải em lấy một tờ giấy phép của chỗ cô ấy sao? Phải thì sao? Thì sao? Trả lại ngay đi. Cô ấy cam tâm tình nguyện cho em mà. Em không có ép cô ấy. Cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện. Đó là lừa đảo, đó là trò lừa đảo, em có biết không? Anh nghĩ em như vậy thì thôi đi, anh cứ nghĩ đi, nghĩ đi. Nghĩ đi anh. Được, Giang Đào. Anh không đánh em, cũng không mắng em nữa. Giờ em hãy đứng lên, chúng ta đi trả lại đi. Đi, làm gì vậy? Không thể trả, không thể trả được. Bị gạt em đi mất rồi. Đã gạt em đi. Điền Tứ gạt đem đi mất rồi. Em phải đi đòi lại chứ. Không tìm thấy hắn ở đâu cả. Không thấy đâu cả. Làm sao mà đòi được chứ. Em làm anh tức chết. Em không muốn gạt anh đâu. Nhưng em cũng không muốn sống như vậy cả đời được. Không muốn sống như vậy cả đời. Vậy được, em đi học đi. Đi học cái gì chứ? Đi học thì không cần tiền chắc. Học phí là việc của anh, đi học là việc của em. Hải Ba, thực sự anh đã nghĩ kỹ khi viết bức thư này chưa? Kỹ rồi. Anh muốn gặp mặt giải thích với cô ấy, nhưng anh không thể nói được lời nào. Không, anh không nói ra nhưng anh lại viết ra giấy. Vậy chẳng phải vẫn như nhau sao? Em đừng ở đây chọc giận anh nữa. Không, nhưng chuyện này em nghĩ nên làm thế nào đây? Em thấy là từ góc độ thực tế, anh nói rằng Đào đang tìm đủ mọi cách để theo đuổi cô giáo Lâm. Giả bộ là đang thích cô giáo ấy, nên mới lấy được cái thứ đó. Còn cô giáo Lâm, cô ấy lại vì muốn Giang Đào không theo đuổi mình nữa mới ra điều kiện đưa cho Giang Đào thứ này. Cho nên em thấy về chuyện này không thể hoàn toàn là cảm giác bị lừa gạt, cũng có thể coi là bản lĩnh của Giang Đào. Em đừng ở đây cố gắng bảo chữa cho nó nữa có được không? Đều do mấy người bọn em chiều hư nó đó. Em không chiều anh ấy, em cũng không bảo chữa. Em chỉ phân tích tình hình thôi. Nghe em đi, từ góc độ tình cảm càng không giống như vậy. Còn chưa nói về chuyện cô giáo Lâm có thực sự thích Giang Đào hay không. Em nghĩ nếu cô ấy rất thương xót và muốn giúp đỡ cho anh em nhà anh, có một người đàn ông tỏ tình với cô ấy, trong lòng cô ấy nhất định sẽ cảm thấy rất vui. Nhưng nếu anh viết bức thư như vậy rồi gửi người ta, dưới góc độ của một người con gái thì rõ ràng là đang bị giày vò lắm. Còn nếu là em thì em chắc chắn thấy trong lòng không thoải mái đâu. Nói lâu như vậy, anh cũng không phải là phụ nữ, anh không hiểu được đâu. Anh Lục, sao anh lại ở đây? Có phải Giang Đào đã xảy ra chuyện gì không? Không có, tôi chỉ là tiện đường qua đây xem thằng nhóc này có đi học hay không thôi. Không tới, nhiều ngày rồi không tới. Vậy tôi mời cô một bữa nhé. Anh tìm tôi có việc gì? Không có, chẳng qua là tôi thấy cô cũng vừa mới tan làm, chắc là đói rồi, cùng đi ăn. Cũng được. Bên kia có một tiệm ăn, tôi với Giang Đào từng ăn qua, vị cũng khá ngon đấy. Vậy đi thôi. Người giàu có kiếm được tiền như vậy mà vẫn định ngủ ngoài đường sao? Giàu có rồi khí phách cũng lớn lắm. Anh đang có thái độ gì vậy chứ? Em đang nói chuyện với anh đấy. Anh trả anh đâu? Đi giải quyết hậu quả cho anh.
giải quyết hậu quả gì? Còn không phải là vì chuyện tốt của anh sao? Anh trai anh đang không biết làm thế nào để giải quyết, nên đã viết một bức thư gửi cho cô giáo Lâm đó. Viết rất rõ ràng từ đầu đến cuối bộ mặt thật của kẻ lừa dối tình cảm là anh, đợi anh sửa chữa đấy. Như anh nói thì cô giáo Lâm là con gái của lãnh đạo thành phố. Cẩn thận người ta trừng trị anh. Con người anh sinh ra là để sửa chữa, biết phải làm sao đây? Anh lại có thái độ gì vậy? Thái độ này đó. Em không biết. Con người anh thích để người khác sửa chữa cho mình đó. Em không biết sao? Có ai sửa chữa thì cứ nói ra. Em còn can thiệp quá nhiều thì em mới nên là bị người ta sửa chữa đó. Anh đã gây ra chuyện như vậy rồi, còn nói được những lời này sao? Anh cút đi, không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Cút đi. Được, được, được. Anh cút là được chứ gì. Dù sao lát nữa, anh trai anh cũng về. Anh cũng đi ở nhà người khác thôi. Đáng tức mà. Em coi thường anh. Đừng có mà coi thường anh. Anh không để em coi thường được đâu. Anh trước giờ chỉ toàn làm những việc xấu, chưa làm việc gì tốt đẹp được. Nên rất cảm ơn nữ hiệp đã chỉ bảo nhé. Tốt nhất là em nên tránh xa anh một chút, để không chừng anh liên lụy tới em đấy. Đứng lại cho em. Làm gì vậy? Em muốn kiểm soát anh hả? Nói cho em biết, Ôn Tuyền, em thực sự muốn kiểm soát anh cũng được, chỉ là chờ sau khi lấy anh cái đã. Có quỷ mới thèm lấy anh, đồ rác rưởi. Anh vốn là rác rưởi mà. Anh vốn là đồ phế thải rồi đó. Lục Giang Đào, anh nghe cho kỹ. Nếu như anh thật lòng thích em thì hãy kiểm điểm lại, rốt cuộc mình sai ở đâu. Anh quên xong hoàng phố mà em nói rồi sao? Em sẽ không tìm một người đàn ông không thể vực dậy được. Tiệm này đồ ăn cũng ngon đó chứ, cô giáo Lâm. Đúng, hương vị rất ngon. Cô giáo Lâm này, tôi cảm thấy tờ giấy phép đó vẫn nên trả lại cho cô thì hơn. Hả? Tại sao vậy? Tôi cũng không chắc chắn sẽ kiếm được tiền từ việc đầu cơ này đâu. Chuyện này chính là kiểu anh không làm thì người khác cũng làm. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì, thế nào thì tôi cũng không muốn làm. Bây giờ số người có suy nghĩ giống anh thực sự rất ít đấy. Cô giáo Lâm này, có một chuyện tôi muốn hỏi một chút. Anh cứ nói đi. Cô thực sự thích Giang Đào nhà chúng tôi, có đúng không? Anh đang nghĩ đi đâu vậy chứ? Sao lại có thể? Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi. Anh trai Giang Đào này, anh nghĩ đi. Lục Giang Đào, anh ấy nhỏ hơn tôi tới 2 tuổi, nên gần đây anh ấy có một chút đánh mất lý trí thôi. Tôi cũng có thể thông cảm được. Anh ấy thích tôi đều có thể hiểu được. Con người của Lục Giang Đào cũng rất thú vị. Bình thường nhìn vào cứ tưởng như là có rất nhiều khuyết điểm, có vẻ là khó chịu, nhưng ở thời điểm quan trọng thì lại rất có trách nhiệm. Thời điểm quan trọng lại có trách nhiệm lắm. Cô giáo Lâm, thằng bé cũng có những lúc làm việc mà lại thiếu đi sự phán đoán, nên cô đừng quá khen ngợi nó như vậy. Đúng rồi, học phí của anh ấy không phải tôi đã đóng giúp rồi hay sao? Sao anh ấy vẫn chưa đi học lại vậy? Thời gian này nó đang có việc bận khác phải làm. Làm xong sẽ đi học lại ngay thôi. Vậy anh giúp anh ấy đi, nếu không thì lãng phí tiền học lắm. Đúng, đúng. Cô giáo Lâm, cô uống đi. Điên tứ. Đứng lại cho tôi. Anh ơi, tôi không chạy được nữa, không chạy nổi nữa. Cậu không biết, cậu chưa bao giờ chạy hơn tôi sao? Đi, cùng tôi về gặp Giang Đào. Làm sao phải đi chứ? Đi, anh làm gì vậy chứ? Xem tôi trừng trị cậu thế nào. Đi đằng trước đi, đi. Không, qua đây. Đi, qua đây. Hai anh ơi, các anh tha cho tôi có được không? Tôi cũng không phải thực sự muốn chơi các cậu. Đừng có phí lời, nói cho cậu biết. Cậu không giao ra tờ giấy phép cho nhị ca tôi có 100 cách để cậu chết. Nói cho cậu biết, đây là địa bàn của chúng tôi, có biết không? Tôi cũng bị chơi xỏ mà. Tôi cũng bị người ta hại. Hay là như vậy đi,
Các cậu giao tôi cho đại ca của tôi đi, điền tứ tôi sẽ nghe theo đại ca. Giao cậu cho đại ca của cậu, giao để dễ dàng cho cậu chắc. Nói cái gì đây, nói là đã chấm hết cho chúng tôi à? Hôm nay phải trị cho cậu một trận. Qua đây, làm gì vậy? Khoan đã. Lục Giang Đào, cậu đừng dọa tôi, nói cho cậu biết, cậu đã phạm pháp rồi đó. Dám động một ngón tay vào tôi hả? Cậu thử xem, bờ vực luật pháp đúng không? Tôi cho cậu biết thế nào là bờ vực của tính mạng. Lục Giang Đào, cậu đang làm thật có đúng không? Sao nào, kêu ai là Lục Giang Đào hả? Nhị ca, em thực sự không biết nhị ca. Cậu nói không, tôi thực sự không biết mà. Đừng, không. Nhị ca, nhị lão già, tôi thực sự không biết. Tôi nói cho cô biết, không nói cậu sẽ phải chết đó. Tôi thực sự không biết mà. Được. Dừng. Tôi nhớ ra rồi. Lục Giang Đào, cậu đã xong chưa hả? Sao vậy chứ? Đi. Sao vậy? Đây toàn là anh em giang hồ, ầm ĩ gì vậy chứ? Cậu ta uy hiếp con. Có chuyện gì thì cứ từ từ bàn bạc, không việc gì phải ầm ĩ. Sáng nay có vài con chim báo hỉ ở trong vườn nhà tôi, nó cứ lượn qua, lại lượn lại. Tôi cảm giác như sắp có chuyện tốt rồi, có khách quý tới thăm, sắp giàu to rồi. Khỏi cần nói những lời vô ích với tôi. Tờ giấy phép có phải chỗ ông không? Mau mau trả lại cho tôi. Nếu chúng tôi không đưa thì sao? Cô thử không đưa xem, tôi cho cô tàn phế luôn. Sao, nào, cho nó đòn đúng không? Đừng có đánh nhau ở đây. Đánh nhau ở chỗ tôi, vỡ thứ gì đó ở đây, các cậu đền không nổi đâu. Con gái tôi chỉ là đùa giỡn với các cậu mà thôi. Con gái à? Con chỉ đùa giỡn với họ đúng không? Đưa cho họ đi. Muốn thứ này đúng không? Thứ này nếu ở trong tay của anh sẽ chỉ là một tờ giấy nháp mà thôi. Giấy nháp trong tay tôi sao? Nói cho cô biết, cứ coi như nó là giấy nháp trong tay tôi đi, vẫn tốt hơn nếu rơi vào tay cô. Cầm lấy đi, coi tiền như là cặn bã. Loại người này không có nhiều đâu. Ông đang có ý gì vậy? Còn có hàm ý khác sao? Tờ giấy phép này, tôi lấy nó làm gì đây? Để gạt tiền tôi. Tiền đâu? Tờ giấy phép này có thể là tiền sao? Tôi hiểu rồi. Ông chính là không bán nó ra được. Cậu cho rằng đây là đâu vậy chứ? Ở bến Thượng Hải này, không phải ai cũng có bản phê chuẩn có thể bán đi được đâu. Bán được thì đó là tiền. Không bán được thì chỉ là một tờ giấy mà thôi. Hôm trước, tôi có gặp một vài ông chủ lớn đã hẹn vào ngày mai. Một tay đưa phê chuẩn, một tay nhận được tiền. Nhưng mà cậu lại không làm. Cậu buộc phải trình ra tờ giấy phép ra đây. Ông đừng ở đó mà khoác lác với tôi. Cậu không tin? Được, tôi tin. Vậy ngày mai, ông dẫn tôi tới nơi đó. Nếu như kiếm được tiền thật, tôi sẽ chia cho ông một phần. Có thể. Một phần. Một phần là bao nhiêu đây? Phải nói cho rõ ràng. Chia đều hai bên, mỗi người một nửa. Nợ nần trước đó đều được xóa hết. Vậy thì con không... Cậu lời rồi đó. Vậy được, vậy tờ giấy phép này tôi sẽ giữ lấy nó trước đã. Cậu cũng đang giữ nó kia mà. Một phút cũng không thể rời tay. Đêm ngủ cũng phải ôm nó trước ngực. Nhớ bị chuột tha đi thì biết làm sao đây. Sáng ngày mai tôi đưa cậu đi, cậu cầm tờ giấy đó. Chúng ta một tay giao giấy, một tay nhận tiền. Sau đó chúng ta sẽ phân chia, có được không? Nói lời giữ lời, tứ mã nan truy. Mai gặp lại. Đưa các cậu đi ra ngoài tiếp xúc xã hội, xem thế nào là việc làm ăn thực tế.
Đừng có mà giống như những kẻ ngốc. Gặp chuyện thì đừng làm rối tung lên. Hiểu chưa? Rốt cuộc là chỗ nào? Kia là gì vậy? Xe gì vậy? Đại bôn, có cái gì mà không nhận ra chứ? Đại bôn là đại bôn, nhưng đây không phải là đại bôn loại thường. Nhìn thấy biển số chưa? 888, đó là xe của Hàn Tổng. Người Thượng Hải đều biết đến chiếc xe này đấy. Nhìn lên nhà hàng, Hàn Tổng mở nó ra đấy. Đây là địa bàn của Hàn Tổng. Ông ấy toàn bàn chuyện kinh doanh ở đây, kiếm được rất là nhiều tiền. Muốn làm ăn với ông ấy thì phải tới đây tìm ông ấy. Ông là ai? Tôi có hẹn với Hàn Tổng các anh rồi. Chúng tôi đi cùng mà, chỉ một người được vào thôi. Quên mất không nhắc cho cậu biết, Hàn Tổng không bàn chuyện kinh doanh với người ngoài. Cậu xem chuyện này đi. Hai vị, chi bằng cứ chăm trước cho mấy người anh em này vào cùng với tôi được không? Không được. Không được, vậy phải làm thế nào đây? Đưa giấy phép cho tôi. Tôi vào trong giao dịch, một lát nữa sẽ cầm tiền ra. Sao hả? Chắc chắn không được. Chỗ này là địa bàn của người ta, chúng ta phải làm theo quy tắc của người ta chứ. Hơn nữa cậu lại lỗ mãng lên đó, Hàn Tổng cũng sẽ không tiếp cậu đâu. Xem ra việc làm ăn này thất bại rồi. Tiền cũng không thể kiếm. Thôi bỏ đi. Ông xem, Lục Giang Đào, cậu bị bệnh hả? Ôm cả đêm vẫn chưa đủ sao? Chúng ta bán tờ giấy đó, không cho ai coi thì bán cái gì chứ? Vậy mới đúng chứ. Ở đây cứ đợi tôi, lát nữa tôi quay lại. Đợi nghe tin thắng lợi của tôi đi. Ông Hàn, ông tới rồi hả? Hẹn gặp mặt quả là không dễ dàng. Tuần này mới gặp được ông đấy, suýt chút nữa là chuyện rối tung rồi. Tôi cũng rảnh rỗi chứ, chỉ là không tin Hoàng lão tiên ông thật sự có thể đưa hàng tới đây. Cũng có quả hạch đào à? Sao vậy? So sánh nào. Trời đất ơi, lại bắt nạt cả kiến. Long thủy văn của Sơn Tây không phải là đồ chơi. Xem đôi của tôi đi, đại thô cân của Bắc Kinh cũ đấy. Chuyên nghiệp. Xem đi. Lão Tiên, quả là có đạo hạnh. Ông quả là một người tài giỏi. Bớt nhiều lời. Tiền đâu? Nói vài câu đã, sao gấp vậy chứ? Tôi phải đưa số tiền này ra phơi nắng. Nhị ca, lấy được tiền rồi sao? Thành công rồi à? Tôi phải ký hợp đồng với Hàn Tổng đã.
Yên tâm đi, ba tôi xuất sắc mà, chắc là không có vấn đề gì đâu. Trông hai anh kia, đồ nhát chết. Đợi một lát nhé. Hoàng Lão Tiên, ông lại gạt người rồi. Không còn cách nào khác. Đều là người muốn ăn miếng cơm này. Hàn tổng ông hóa ra cũng là ăn mắt cơm này thôi. Cầm nhiều tiền như vậy, ông chuẩn bị ra sao để trốn được lũ gà con này chứ? Vé xe lửa đã mua xong. Về quê thôi. Lát nữa giúp tôi giải quyết hậu quả đó. Đây không phải là ông đang đem phiền phức cho tôi sao? Việc này nằm trong tay của Hàn tổng ông thì có gì chứ? Xuống đó quát một trận, lũ gà con đó ngu ngốc lắm. Nào. Được, uống tách trà này đi. Kiếp sau mới gặp lại. Này nhị ca, sao vậy? Không thoải mái hả? Làm gì vậy, làm gì vậy? À thì đại ca à, nhà hàng này có cửa nào khác không hả? Không có, chỉ có cửa này thôi. Nhị ca, anh sao vậy? Anh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm. Chỗ nào không đúng? Chỗ nào cũng không đúng. Liệu có phải chúng ta bị Hoàng Lão Tiên này gạt rồi không? Gì mà không đúng chứ? Hai chúng tôi chẳng phải đang đi cùng các cậu sao? Đúng vậy. Cô là đồ ngốc. Đi đâu đấy? Mấy thằng nhãi kia, sao lại nghịch xe của tôi hả? Ông chính là ông chủ Hàn, có đúng không? Hoàng Lão Tiên đâu? Đi lâu rồi. Đừng để ông ta chạy. Tờ giấy phép đó là giả đấy, đã quá hạn rồi. Mau, mau ra cửa sau tóm Hoàng Lão Tiên về đây. Dạ, đi đi. Đi. Có chuyện gì? Nói đi. Đừng nghe bọn nhãi này đặt điều. Tờ giấy không có vấn đề gì đâu. Giờ vào đâu phải nghe lời ông? Nó là của ông sao? Đó là của tôi mà. Một xu tiền không liên quan đến ông ta. Chúng ta tình nghĩa bao nhiêu năm nay, ông còn không tin tôi? Tình nghĩa? Hoàng Lão Tiên, ông lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu năm, còn nói tình nghĩa gì chứ? Hàn tổng tôi mới phải nói chuyện tình nghĩa. Cút hết đi. Này này, có phải ông đã cầm tờ giấy phép đó không? Trả lại tôi đi. Cậu nói nó bỏ đi rồi mà. Còn cần nó làm gì nữa? Chỉ là bỏ đi thôi mà. Không phải, tôi vừa mới nói là nó hết hạn rồi. Nhưng mà tôi có thể biến nó có hạn trở lại đấy. Cậu nói là giấy bỏ đi, nghĩa là bỏ đi. Cậu nói còn hạn thì là còn hạn. Cậu là ai chứ? Đúng, ông cũng không hỏi xem tờ giấy đó của tôi là từ đâu mà có. Cậu nói xem. Lâm. Chủ nhiệm Lâm. Được đó. Tôi thật sự bái phục cậu. Tôi nói cho cậu biết, chủ nhiệm Lâm trước giờ chưa từng làm chuyện này. Biến đi. Đúng đúng, ông ấy không làm. Nhưng mà con gái ông ấy lại có thể đấy. Sao vậy? Tôi ngại quá đi. Con gái ông ấy thương tôi nhất. Được. Hoàng Lão Tiên này, ông tìm được đâu cái đồ nhãi danh này vậy? Tôi thích nó rồi đó. Được, chàng trai, tôi sẽ đưa cho cậu tờ giấy đó. Cậu đó, chủ nhiệm Lâm, có ơn với tôi đấy. Tôi mặc kệ tờ giấy này là thật hay là giả. Cầm lấy đi. Ba, như vậy là xong à? Vậy còn khoản lớn của chúng ta đâu? 28.000 đâu? Thượng Hải này không thể ở lại được nữa. Tìm một chỗ khác thú vị hơn để chơi thôi. Đi, đi thôi. Chơi nào.
Chơi nào chơi. Băng qua dãy núi, băng qua hồ, băng qua sông. Anh có biết bây giờ anh đẹp trai thế nào không? Anh chính là Châu Nhuận Phát, còn em là Đinh Lực. Đây có đúng là phòng bà Bến Thượng Hải. Nhưng em chấp hết, đừng có đắc ý vội. Trò chơi này có thể sẽ quay lại đó. Em về nhà thắp hương trước đi. Anh biết đó, không cần biết Hàn Tổng này ghê gớm cỡ nào, cũng không thể so được với mối quan hệ này của anh, có đúng không? Nếu không phải là chủ nhiệm Lâm đưa tờ giấy quá hạn, chúng ta không biết được kết cục ra sao nữa. Nói linh tinh, đó là anh tạm thời bịa ra để hù bọn họ thôi. Lớp học của cô giáo Lâm cũng được quá đi chứ, còn biết bịa ra. Anh không tin chúng ta có tờ giấy này mà không thể bán đi được, phải tự bán. Không anh hai, làm sao mà bán được đây? Sao chúng ta không thể bán được chứ? Tới quầy thịt nướng bán. Đi. Cạn một ly nữa. Nào. Anh uống nhanh thật đấy. Lưu Nghị, anh có thể từ Thâm Quyến đặc biệt tới thăm tôi. Đã quá vui rồi. Nói mấy câu khách sáo quá. Quan hệ của chúng ta là thế nào chứ? Lưu Nghị, anh có biết không? Bây giờ ở cái xã hội này, rất nhiều người thực sự anh không thể nào tin tưởng được. Anh lại uống nhiều rồi, lại lái sang chuyện khác rồi. Tôi không uống nhiều. Mà coi như uống nhiều đi, cũng là uống xong. Thì nói ra sự thật, chúng ta là bạn học cũ hơn 20 năm. Tôi thực sự cảm thấy rất nhiều người không thể hoàn toàn tin bọn họ được. Liệu có phải là chỉ muốn kiếm một chút tiền nhưng lại bị người khác chặn đường đúng không? Anh thì biết cái gì? Nếu có người ở ngoài mặt thì cái này không thể làm, cái kia không thể làm. Nhưng thực chất lại là cái này ông ta làm rồi, cái kia ông ta cũng làm rồi. Anh coi đó là loại người gì chứ? Anh đang nói ai vậy? Ai hả? Lâm Trường Dân, chủ nhiệm đơn vị của chúng tôi, nhìn ở bên ngoài cứ như là tuân theo luật pháp, chính trực, kỷ luật, thực chất chỉ là một ngụy quân tử. Không phải chứ? Anh nói như vậy, anh có chứng cứ gì không? Đương nhiên là tôi có chứng cứ. Lâm Trường Dân lén lén lút lút đưa cho con gái bản giấy phép. Giấy phép gì? Vật liệu thép. Thật là quá đáng. Có câu thế nào nhỉ? Chỉ quan chức được phép phóng hỏa, không cho phép dân được thắp đèn. Đây đúng là chuyện bất chính. Để tôi bình tĩnh. Tôi cảm thấy nghẹn đắng cổ họng. Tôi phải kiện ông ta. Làm sao được chứ? Không thắng nổi đâu. Ông bạn cũ của tôi nói thật, ông ta đã đặt tờ giấy ở trong ngăn kéo ấy. Là tôi đã lén đưa nó cho con gái cưng Lâm Hà của ông ta. Chuyện này tôi nghe không hiểu. Anh với ông ta là như vậy? Trước đây trong thời gian tôi với ông ấy nghỉ lễ, tôi không làm gì hết đúng không? Lại bắt tôi viết bản kiểm điểm. Tôi cũng viết rồi, nhưng sau đó lại bắt tôi phải đọc bản kiểm điểm trước mặt mọi người. Đây có phải là chèn ép tôi quá không? Cũng quá đáng thật. Lâm Trường Dân, anh bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa. Cho nên bảo tôi tố cáo hắn, tôi sẽ nạc danh tố cáo. Anh uống nhiều quá rồi. Nói chuyện nghiêm trọng như vậy, chúng ta uống ít thôi. Uống hết chai này tôi sẽ đưa anh về nhà. Tôi không về nhà. Đánh chết tôi cũng không về. Sao vậy? Cái nhà đó, nói thật, không phải là chỗ để cho người ở. Đan Đan và ba của cô ấy đối với tôi độc đoán và kiêu ngạo, từ trước tới giờ chưa từng coi tôi là người nhà đâu. Bao nhiêu năm như vậy rồi, nói thật, tôi luôn bị mất mặt khi ở trong nhà bọn họ. Đan Đan toàn bộ đều là trò đùa, lúc nào cũng vậy. Anh nói mấy lời này không sợ Đan Đan biết được sao? Tôi nói anh biết, anh về nhà cẩn thận, không xong với cô ấy đâu. Đừng, anh không thể nói với cô ấy được. Tôi nói hai chúng ta mà, đâu nói gì khác chứ. Nào nào, uống rượu. Lưu Nghị tuyệt đối không thể cho Đan Đan biết được. Anh mời đồ quá ít, căn bản không đủ để cho tôi ăn. Này, ông đã xem 3 tiếng đồng hồ rồi, xem đủ chưa? Đâu có, mới xem có 1 phút. Độc tổng, tôi cảm thấy chúng ta có thể bàn bạc lại chuyện phân chia. Tôi nói phân chia cho cậu cái gì hả? Cậu xem như tôi không quen cậu đi. Cậu là thợ uốn tóc ở ngã tư đường Hà Phi chứ gì? Không được anh. Anh thì đây không được, kia không được. Rốt cuộc là có được hay không? Mấy người em tìm cho anh đều là kiểu gì vậy? Tên cuối cùng đó em không quen sao? Không phải là thợ uốn tóc sao?
Thì làm sao chứ? Chúng ta vẫn đang thu gom phế liệu thôi. Chủ quán, lấy cho tôi chút nước sôi. Nào nào nào, anh lau đi, lau đi. Súc miệng đi, súc miệng. Đây là đâu vậy? Tôi bái phục anh rồi đó. Hôm qua tôi dùng sức của trâu của cọp mới đưa được anh về nhà. Vừa tới cửa nhà anh đã co chân bỏ chạy. Bạn tốt à, tôi không thể nào ngăn nổi. Tôi cứ dùng sức đẩy cửa vào, anh biết đó, anh kéo tôi tím cả tay rồi, anh biết không? Nào, đổi tờ khác đi. Như anh em, anh đem giấy với bút qua cho tôi. Muốn làm gì? Tôi muốn viết thư nạc danh. Anh tỉnh rượu rồi, còn muốn tố giác sao? Tôi sẽ tố giác. Tôi sẽ phải nạc danh tố giác. Anh hãy nghĩ cho kỹ đi. Ông ấy là cấp trên của anh. Người ta giữ chức ở đây bao nhiêu năm rồi. Nếu anh đi bước này là sai lầm, tiền đồ sau này của anh coi như xong. Hơn nữa, đây không phải là ông ấy đưa, chính là anh đưa cho Lâm Hà. Đúng vậy. Đúng là tôi đưa. Đúng vậy. Nhưng chuyện này là do tôi làm hả? Chữ ký này là của tôi sao? Lão Lâm này rõ ràng là có thể giơ cao đánh khẽ để yên cho tôi. Nhưng kết quả thì sao? Ông ta đâm cho tôi một nhát dao đó. Làm cái gì vậy? Lấy tôi ra để làm chứng minh sự thanh liêm của ông ta sao? Tôi không làm chuyện gì có lỗi với ông ta cả. Vậy mà ông ta thì sao? Rốt cuộc đối với tôi thế nào đây? Tới đường lui ông ta cũng không cho tôi. Gỗ Diệp cùng tôi phải làm sao đây? Ở đơn vị thì chịu uất ức bất lực. Ở nhà cũng chịu uất ức bất lực. Ở trước mặt người nào cũng phải vâng vâng dạ dạ. Tôi làm việc gì? Đúng sai hết hả? Đổi tôi là người khác, nào ai làm tốt hơn tôi? Tôi có kém bọn họ không? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Được. Không như vậy hả? Tôi đây không làm nữa. Tôi cũng không thể sống như vậy được nữa. Tôi đổi cách sống khác đã được chưa? Quá lắm thì tôi đây không làm trong ủy ban kinh tế nữa. Quá nữa thì tôi không ở Thượng Hải nữa. Như vậy là được. Đừng căng nữa. Anh không ở Thượng Hải thì anh đi đâu? Tôi sẽ đi Thâm Quyến. Đến lúc đó tôi sẽ đi tìm anh. Không phải anh ở Thâm Quyến sao? Chúng ta không phải rất thân thiết sao? Tôi không thể ở lại Thượng Hải nữa. Tôi sẽ tới Thâm Quyến. Tôi sẽ nhờ cây anh được không? Anh lại khách khí rồi. Quan hệ giữa chúng ta là, nếu anh tới Thâm Quyến tìm tôi, chính là tôi có bát súp, tôi cũng phải vét thịt ra mời anh ăn trước. Người anh em tốt lắm. Có lời này của anh, cùng lắm tôi không ở Thượng Hải nữa. Tôi sẽ đi Thâm Quyến. Tôi không lẫn ở trong cái giới quan chức này nữa. Tôi không tin. Mình không thể trụ được ở trên thương trường. Tôi nhất định phải lăn lộn hết mình trong thương trường cho bọn họ xem. Giờ anh phải đi lấy giấy bút cho tôi. Tôi sẽ viết thư nạc danh ngay bây giờ. Tối hôm nay tôi phải viết. Thậm chí đêm nay anh phải giúp tôi ném bức thư nạc danh đó vào hộp thư của Ủy ban Kinh tế. Nhé. Kỷ luật, kỷ luật, kỷ luật. Hòm thư của Ủy ban Kinh tế kỷ luật. Mau đi đi. Nghĩ kỹ chưa? Tôi nghĩ kỹ rồi. Quyết không hối hận. Đi đi. Được, để tôi tìm giúp anh. Thư ký, vị này là ông Lâm. Sao tới ông cũng phạm tội vậy? Tôi làm sao? Có người tố cáo ông. Nạc danh tố cáo. Chuyện tờ giấy phép có đúng không? Ông Lâm, chúng tôi đã điều tra. Hiện có một bản giấy phép đã từ tay của Lâm Hà chuyển cho một người bạn của Lâm Hà. Hiện giờ đang giao bán ở ngoài tiệm ăn đấy. Tôi đã từng ký tên vào tờ giấy phép đó, nhưng tôi chưa hề đưa cho con bé. Bản này vẫn đang trong ngăn kéo của tôi. Tôi lấy cho anh xem.
lui rồi. Tạm thời cứ đi cùng chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho Lâm Hà đưa bản giấy phép đó qua đây. Đây là thứ quan trọng nhất. Ông, tạm ngưng công việc đi. Alo, thư ký Hoàng à? Là tôi, Lâm Hà. Anh có gặp ba em không? Anh Hoàng, có chuyện gì vậy? Con không thể nói qua điện thoại. Lâm Hà, chuyện này vô cùng nghiêm trọng đấy. Anh buộc phải gặp mặt để nói chuyện rõ ràng với em. Giang Đào đó đang ở đâu? Chị dâu. Ai vậy? Thư ký của ba tôi, anh Hoàng Hạo. Bày hàng để bán công văn. Nói đi, tình hình buôn bán thế nào? Cái gì mà thế nào chứ? Ý anh là gì? Bởi vì các anh bán tờ giấy phép và ba Lâm Hà bị đình chỉ rồi đấy. Tại sao chứ? Có người tố giác. Nghiêm trọng như vậy sao? Cực kỳ nghiêm trọng. Tôi xin lỗi, tôi không biết nó lại nghiêm trọng như vậy. Tay đó. Anh đợi tôi một lát. Tôi không biết chuyện này lại nghiêm trọng như vậy nữa. Ba cô bị đình chỉ rồi. Vậy thì chính phủ sẽ không xử lý ông ấy đó chứ? Vẫn chưa biết kết quả nữa. Vậy thì phải làm thế nào bây giờ? Tờ giấy này, hôm nay anh Hoàng Hảo tới chính là để lấy lại tờ giấy này đấy. Vậy xảy ra chuyện lớn như vậy, cô cũng phải nói cho tôi một tiếng chứ. Tôi cứ nghĩ là sẽ không sao. Cô phải nói với tôi, thứ này không phải là vẫn đưa cho người ta không sao còn gì. Được rồi, cô đừng nói nữa, tôi biết rồi. Tôi biết rồi, xin lỗi cô. Tôi đã gây cho cô phiền phức lớn như vậy. Tôi biết rồi, cái đó. Lấy ra đây mau. Để làm gì? Em lấy nó ra đi. Rất nghiêm trọng đấy. Nghiêm trọng lắm rồi. Anh Hoàng à, tôi thực sự rất xin lỗi. Cái này trả lại cho anh. Tôi không biết nó lại gây rắc rối như vậy. Giờ đã biết tính nghiêm trọng của vấn đề chưa? Biết rồi. Vậy thì nếu như rắc rối hơn nữa, chuyện này không liên quan gì tới ba của Lâm Hà, đều là tại tôi hết. Nếu bị trừng trị, mình tôi là đủ rồi. Coi như tôi đã nhìn thấy, các cậu không hiểu cái gì hết. Dạ. Trách tôi là trách tôi. Không không, sao lại trách cô được? Chuyện này, trách tôi, từ đầu tới cuối đều là tôi gạt cô. Anh gạt tôi chuyện gì? Tôi đã gạt cô mọi chuyện. Nhà anh rất nghèo, đó là gạt tôi đúng không? Câu chuyện về căn nhà cũ của gia đình anh cũng là gạt tôi à? Còn chuyện anh và anh trai anh liều mạng kiếm tiền đóng học cho em gái cũng là gạt tôi đúng không? Anh không có gạt tôi. Không gạt tôi gì cả. Tôi xin lỗi. Tôi đã gây rắc rối cho cô rồi. Tôi thực sự rất xin lỗi. Chúng tôi đã gây ra chuyện rồi. Anh về nhất định phải báo với chính phủ. Đừng xử lý ba của cô ấy. Xử lý chúng tôi là được rồi. Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Sai rồi. Xin lỗi. Xin lỗi. Ông chủ Lục, hôm nay buôn bán tốt thật đó, đã bán hết rồi. Bán cái gì chứ, bị người ta thu rồi. Ai mà quản được anh, quản lý thành phố hả? Lâm Hà, không phải là cô ấy giúp anh sao? Sao lại như vậy được chứ? Anh bị người ta tố giác. Đáng đời anh.
Ai bảo anh đi bán công văn chứ? Chưa tắm anh vào tù làm may rồi. Đi đâu vậy? Anh đi. Nếu không thì cứ để em chế giễu anh sao? Em cười một chút thì chết anh hả? Anh ngồi xuống đây cho em. Bây giờ anh xảy ra chuyện như vậy, em sung sướng quá đi. Anh sẽ không còn đi dở mấy trò Mỹ Nam kế nữa. Nếu anh không có tiền cứ tìm em. Có bán nhà hay bán tiệm của gia đình em cũng sẽ giúp anh. Và đời anh thu phế liệu cũng không sao hết. Em không để tâm. Nhưng nếu anh biến thành phế phẩm, thành rác rưởi, thì đời anh coi như là xong rồi, anh có biết không? Anh sai.